Hello everyone, welcome back to Learn a New Lesson Looking Bright in Unit 12 Robot. Các em ơi, chúng ta quay lại với bài học Unit 12 Robot. Ở tiết học này, chúng mình sẽ học tiết Looking Bright. In this lesson, we only focus on two lesson skills, vocabulary and communication. Alright. Ở tiết Looking Back, chúng mình sẽ tập trung vào hai kỹ năng thôi, kỹ năng từ vựng và giao tiếp. Rồi, the exercise one, the correct words is to complete the phrase. Ở bài tập 1, người ta yêu cầu là hãy viết những cái từ đúng để hoàn thành cái cụm sau. Mình sẽ nhìn vào cái hình ảnh để mình viết, mình dự đoán được cái từ mà chúng mình sẽ viết vào. Ví dụ như là ở câu thứ nhất, cut the grass. Rồi, ở đây thì mình thấy một cái hình là ông lao công đang cắt cỏ đúng không? Thì mình nghĩ ngay đến cái từ động từ cắt là động từ cắt, cắt cỏ. Và cái động từ này cũng như là cách đọc của nó thôi, cắt, đúng không nhỉ? Rồi, một người nâng tạ, lift, weight, nâng tạ. Và có một người đang pha trà này, make tea, đang giặt giũ, do the laundry, đang rửa bát, do the dishes. Rồi tiếp, exercise to fill the gap with the verb from the verb. Hãy điền những cái đoạn cùng với những cái động từ ở trong khung. Make, understand, get, recollect. Ở đây sẽ là một này. Robot will be able to write our houses when we are away. Robot sẽ có thể là bảo vệ nhà cho chúng ta khi mà chúng ta đi khỏi, đi vắng. My father never goes to the cafe because he can't make coffee at home. Bố tôi thì không đi đến những quán cà phê bao giờ bởi vì anh ấy có thể tự pha cà phê ở nhà. Tiếp, do you understand all that I've said? Bạn có hiểu tất cả những thứ mà tôi vừa nói không? Will robots be able to recognize our faces? Những con robot sẽ có thể nhận dạng ra khuôn mặt của chúng ta. Rồi. Tiếp bài học ngôn ngữ. Ngữ pháp. Exercise 3. And this will complete the interview about whom robots will be able to our house 1B2. Interviewer. Robots are unrestly in the factory will be perhaps robot at home. Ở bài tập 3, người ta yêu cầu là hãy đọc và hoàn thành cái cuộc phỏng vấn giữa người phỏng vấn về robot nhà cùng với những will able to những cái mà có thể là hoặc là những cái động từ sẽ không thể này. Những người phỏng vấn những con robot là được làm việc ở trong nhà máy và con người sẽ có thể là con người sẽ có những cái con robot đó tại nhà. Và rồi, yes, đúng rồi, chúng sẽ, tôi nghĩ là chúng sẽ có thể làm những cái công việc nhà của cho chúng ta, nhưng mà chúng sẽ không thể thay thế cái máy tính cá nhân phải không? À, chúng không thể thay thế những cái máy tính cá nhân phải không? Đúng rồi, nhưng mà một ngày nào đó chúng có thể là sử dụng máy tính. Rất là đáng ngạc nhiên. Vậy cái gì khác để robot có thể làm? Chúng sẽ có thể là dọn vườn, nhưng mà chúng không thể chơi, đúng không nhỉ? Game cùng với chúng ta. Exercise 4 and make the question with their words. And what are the positive and the negative answer to their question? Hãy làm những cái câu hỏi cùng với những từ đó, và những câu hỏi khẳng định và phủ định cho những cái câu hỏi đó. Rồi, ở đây mình sẽ làm. Đây là cô sẽ đánh thứ tự chúng ta dễ nhìn. Robot này, người máy này, sẽ này, make coffee này, able to in the future này. Ở đây sẽ là mình, cô dạy một mẹo mình để ý nhá.
những cái động từ nào mà nó viết hoa thì mình khẳng định luôn, mặc định luôn là những cái thứ đó sẽ, những cái từ đó sẽ đứng ở đầu câu. Will này sẽ đứng ở đầu câu, chữ này là một nhá, một. Will tiếp đến ở sau cái động, ở trước cái câu câu để hỏi đúng không, câu phủ định, thì mình sẽ có cái danh từ. Ở đây sẽ là mình sẽ có danh từ chủ ngữ, thường là chủ ngữ. Will the boss hai này ở đây. Will the boss. Và động từ 3. Make coffee là 4. In the future 5. Rồi. Tiếp. Could he, như cô đã dạy, cái này sẽ làm đường thứ nhất. Could he, đúng không nhỉ? Could he ride. Rồi, tiếp. Anh ấy có thể lái một chiếc xe. Khi anh ấy 3. Chỗ này sẽ là 4. You can do the distance. Rồi. 1. Can you do the distance? 2. Và 3. Bạn có thể rửa bát không? Tiếp. Exercise five. Write what you used to when you were 10 and what you can do now and what you will be able to do after you finish year 6. Ở bài tập 5, người ta yêu cầu là hãy viết cái mà bạn có thể làm khi mà bạn 10 tuổi và cái mà bạn có thể làm bây giờ và cái mà bạn sẽ làm khi mà bạn 6 tuổi, đúng không nhỉ? Là bạn tròn 6 tuổi. When you were 10 years old and now and after you finish year 6 and you could swim and I can draw a field a picture and I will be able to play the guitar. Rồi, bạn có thể là bơi này, có thể là vẽ một bức tranh và có thể là chơi guitar. Rồi, mình có thể là mình làm rất là nhiều thứ đúng không nhỉ? Dọn nhà, rửa bát, nấu cơm. Rồi, các em sẽ tự viết và cô chỉ gợi ý cho chúng mình bài tập số 5 thôi. Tiếp, đến tiết communication, tiết ngữ pháp. And exercise 6, match the question with the correct answer. Hãy làm những cái câu hỏi cùng với những câu trả lời đúng. Can you ride a motorbike? Bạn có thể lái xe máy không? What you do think about the new robot? Bạn nghĩ thế nào về một cái con người máy mới, một cái người máy mới? Could he read when he was 6? Anh ấy có thể đọc khi mà anh ấy lên 6 tuổi không? And will robots be able to do a difficult thing like riding a bike or driving a car? Những con robot có thể là sẽ làm những cái thứ những rất là khó nhằn, như ví dụ như là lái một chiếc xe, đi đi một chiếc xe đạp hoặc lái một chiếc ô tô không? Rồi, anh ấy không thể. Rồi, ở tiết học này thì là tiết ngữ pháp, thì mình nó thiên về tập trung và là mình sẽ luyện tập nhiều hơn ở trên lớp, tại vì mình sẽ có bạn đọc. Cô chỉ hướng dẫn cho chúng mình thôi. Full stack, Marine Robot. Ước mơ người máy